Hello, chào các bạn á. Sáng nay mình đi review cho các bạn xem một cái tòa nhà rất là cao ở thành phố Đà Nẵng của chúng mình. Đó là những cái tòa tháp của Solai Ánh Dương. Đây. Nó nằm ở vị trí rất là trắc địa các bạn á. Phía trước mặt là biển Phạm Văn Đồng. Và con đường biển Võ Nguyên Giáp. Và bên kia là đường Phạm Văn Đồng, và phía sau lưng nó là đường Hồ Nghinh, rất là tuyệt vời các bạn á. Đây là những cái tòa tháp của nhà đây, mình vào đây rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem á. Giới thiệu sơ qua Tuấn Anh ơi, là cái tòa nhà mình đang sai đây là cao khoảng 50 tầng các bạn á. Đây có tòa nhà mình đi sang là cái tòa nhà này đúng không? Đúng rồi. Đây. Ok rồi. Còn có tòa bên kia. Cũng 7 tầng. Ừ. Tòa này là 5 7 tầng. 5 7 tầng. Ok. Rồi bây giờ mình có thể di chuyển mình vào mình xem luôn các bạn á. Rồi, hôm nay có một cái bạn sale Tuấn Anh ở đất xanh miền Trung dẫn mình đi xem những cái tòa nhà mà cái nhà mẫu như thế nào. Bình thường là các bạn không có cơ hội và các bạn quay được đâu các bạn á. Rồi bây giờ mình vào mình xem. Rất là nhiều hệ thống ở đây, hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Đo thân nhiệt. Ồ. Đo thân nhiệt. À, đo thân nhiệt. Bỏ vào lòng thủ tục thôi. Và xây dựng rất là đồ sộ các bạn ạ. Sau này toàn bộ cái này là sẽ có những cái ta sẽ làm cái là phong mà người ta chai khúc đây các bạn không có thấy đâu. Bây giờ người ta xây dựng như thế này thì mình mới có cơ hội mình xem được. Rất là nhiều hệ thống bên này. Hệ thống thông gió, hệ thống chữa cháy, thoát nước. Bàn giao trong khoảng quý 2, quý 3 năm nay thì sẽ bàn giao cho khách hàng. À, sẽ bàn giao cho khách hàng rồi. Chỗ này thì sẽ được một cái đơn vị là Wyndham, đơn vị vận hành về dòng 5 sao của Mỹ. Ừ. Người ta sẽ vận hành cho mình cái tổ hợp này. Được. Thì để mà được cái đơn vị đó hợp tác thì bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện. Thứ nhất là về vị trí, thứ hai là về chất lượng của cái sản phẩm căn hộ. Phải đáp ứng được tiêu chuẩn của họ thì họ mới đồng ý hợp tác, thì họ vận hành. Thì cái lợi ích của nó là mình luôn luôn có một cái lượng khách du lịch ổn định quanh năm. Yeah. Vì họ là đơn vị có mặt ở trên 80 quốc gia trên thế giới rồi. Nên là cái lượng khách lúc nào đổ về cái khu căn hộ của mình nó cũng sẽ đảm bảo cho mình hết. Để đảm bảo cho những nhà đầu tư khi họ đầu tư cho thuê ấy, thì họ cũng luôn luôn yên tâm là ở cái căn hộ của tôi là lúc nào cũng sẽ có người sử dụng. Nói chung là quan trọng nhất là đơn vị vận hành khai thác, cực kỳ quan trọng. Thì đúng bên không? Này hợp tác với một đơn vị rất là uy tín của quốc tế là Wyndham. Còn mà vận hành họ không khai thác mà không ra dòng tiền thì... Thì cái này là mình chia sẻ 80-20 rồi anh. Nên là mình với lại họ đơn vị uy tín rồi đấy. Thì thực tế thì khách hàng ở đây mua họ có thể hoàn toàn tự vận hành được. Tức là bạn anh có thể tự lên mạng, tự đăng tin, tự cho thuê. À, anh thu tiền về. Nhưng mà nếu mà anh ở xa hoặc là anh không muốn là lo lắng thì anh có thể giao lại cho họ. Thì tất nhiên giao lại thì mình phải chia sẻ một phần lợi nhuận rồi. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phải quá đau đầu tìm khách rồi. Mọi thứ là thậm chí là căn hộ của mình lúc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ. Bởi vì đơn vị kia họ sẽ bỏ chi phí để họ làm cái căn hộ của mình lúc nào cũng là đảm bảo chất lượng cao nhất hết. Nên là đó là cái lợi ích. Tất nhiên mình giao cho họ vận hành thì nó chuyên nghiệp hơn nhé. Rất là chuyên nghiệp. Và nhiều khi cái số tiền mình thu về nó còn cao hơn nữa kìa. Bởi vì lượng khách của họ là lượng khách quốc tế, khách là khách toàn là khách VIP hết. Yeah, bởi vì đó họ là đơn vị của nước ngoài mà, của Mỹ ấy. Yeah. Họ đang hoạt động là thời gian là mấy chục năm rồi. Thứ hai là họ có mặt ở trên nhiều quốc gia trên thế giới đây. Yeah. Ồ, đẹp quá. Cái này là cái gì đó? Cái này bọc cái dày bằng lông ấy. Ừ. À, đó hả?
Hiện đại quá à. Hay là mình bỏ giày. Hay là mình bỏ giày ngồi được không? Ừ, bỏ giày đi. Sàn này đó. Ừ, đúng rồi, cho cái sàn sạch đi. Ồ, căn nhà mẫu đây hả? Dạ, đây là căn hộ dạng căn hộ mini. Thì cũng có đầy đủ bếp cho đến phòng khách. Ồ, đẹp quá. Ồ, đầy phế nha. Ồ, được hai phòng ngủ hả? À? Một phòng ngủ mà được hai giường. Đây là đa công năng, mình có thể để ở thì mình thuê một cái giường đô. Còn nếu mà mình làm phòng khách sạn ấy, thì một số phòng khách sạn là mình có thể thuê 2 giường đơn, bởi vì nó sẽ bán lại không gian. Rồi, đẹp rồi. Ồ, có máy điều hòa này. Ở đây có một cái hành lang ra đây. Máy điều hòa đầy đủ. Ra là có thể mình nhìn, ô mình nhìn đây mình nhìn ra được cái view biển rồi đúng anh này. À, để mà mở cửa ra xem. Ô đẹp ghê. Ô mắc rượi luôn. Ô tuyệt vời quá các bạn ơi, mới ở đây mới tầng 6 mà đã nhìn đấy thấy được toàn cảnh rồi. Nhìn thấy biển rồi, thấy núi Sơn Trà. Đã thấy Phật Quan Âm Bồ Tát đầu kia rồi. Họ thiết kế như thế nào đó mà tất cả các phòng là đều có cái view nhìn ra ngoài trời hết. Đây thì mình có nhiều view nhưng mà view biển này, view biển tuyệt vời nhất đúng không? Đây là căn hộ mẫu đây các bạn. Đây, đi vào đây là được cái sàn lót bằng gỗ à. Có một cái phòng khách nhỏ. Điều hòa là được lắp đặt âm hết trơn rồi. Đây là cái nơi ăn, cái không gian nhỏ để ăn uống và bằng ăn. Căn hộ này người ta gọi là căn hộ studio. Căn hộ studio rất là phổ biến ở trên thế giới về thiết kế, tức là tất cả mọi thứ nằm trong một không gian không có vách ngăn, nhưng mà diện tích nó chỉ rơi vào khoảng tầm 35-40 m² thôi. Thì ở đây họ thiết kế rất là khoa học và căn hộ này rất là dễ cho thuê. Bởi vì là mình gần như là mình bỏ một chi phí ở một cái mức độ vừa phải, nhưng mình cũng tận hưởng mọi thứ luôn. Từ biển cho đến không gian, cũng như là các cái tiện ích bên trong căn hộ gần như là có hết. Ở đây nếu mà mọi người mua ấy, thì mọi người sẽ được là bàn giao full nội thất giống như thế này luôn. À, full nội thất như thế nào luôn. Đúng rồi, mọi người mua là chỉ cần mua là vào là ở và ở tận hưởng cái căn hộ thôi. Không cần để căn hộ rất là đẹp. Ví dụ như một căn hộ như đây thì tổng diện tích là bao nhiêu luôn? Tổng diện tích thông thủy từ đây nó sẽ rơi vào từ thấp nhất là 31 m² và cao nhất nó khoảng 42 m². Còn cao nhất bao nhiêu? Thì bây giờ cái phòng này. Cái phòng này nó rơi vào khoảng 35 m². 35 m². Anh thấy bố trí rất là khoa học mà. Ở đây có hai giường à, đúng không? Hai giường này rồi một cái này là phòng gọi sofa phòng khách nhỏ đi. Ở đây là mình xem TV này. Nói chung là hai vợ chồng với con cái là ở vô tư. Vâng, đúng rồi. Còn đây là có tới cái tủ. Ồ, có sàn tủ. Mở ra là có đèn điện luôn. Đây có bố mẹ là mua cho con ở vừa đi học mà vừa. Ví dụ như hai anh chị em đấy có thể ở đi học. Cao cấp quá. Nói chung rất như là cao cấp. Giá chi phí đầu tư một căn như này thì nếu mà muốn là dưới 3 tỷ cũng rất là hợp lý. Dưới 3 tỷ à? Chính này là không phải nói là nhất Đà Nẵng mà nhất ở miền Trung rồi. Nhất ở miền Trung rồi. Và miền Trung thì Đà Nẵng là cái thứ phát triển nhất. Chỗ này là nhất Đà Nẵng, nó gần như là nhất. Chỗ này là chúng ta thấy cái này. Rồi, ok. Ồ, rất là tiện à. Đất từ luôn. Khi người ta mua là cái này có sẵn cho mình luôn, phải từ tắt sẵn luôn. Tủ lạnh cũng của mình luôn. Đúng rồi, máy giặt phải chuẩn bị. Ồ, có con rộng rãi, ồ đầy đủ trơn hả? Đèn điện đây đó, à, đúng rồi có ống tắt nước luôn. Đây để tráng bát, ở đây là có nhỏ xuống đây đúng không? Cái hút khói đây. Cái hút khói. Rất là đẹp. Đây mới chỉ là căn studio thôi, lát nữa mình sẽ đi xem căn 1 phòng. Rồi, ok. Để vô xem có toilet gì đấy.
Ồ, rất là sang trọng các bạn ạ. Mình thấy tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là gọn gàng các bạn, thiết kế rất là khoa học. Một căn hộ như thế này mà giá chỉ có tầm dưới 3 tỷ. Rất là tuyệt vời. 35 m², vị trí là trắc địa trung tâm thành phố Đà Nẵng, gần biển Mỹ Khê. Nếu các bạn mua được căn hộ đây thì các bạn ở xa thì các bạn gia đình những ngày mà kỹ dưỡng bạn về đây các bạn nghỉ, còn bình thường nếu các bạn không nghỉ thì các bạn có thể cho thuê, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình đi qua căn hộ khác này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên căn hộ. Em đóng cửa lại cho họ. Rất là nhỏ gọn và tiện ích, đầy đủ tiện ích hết. Nói chung đẹp, nói chung là rất là đẹp. Đẹp quá. Hãy mất thời gian đi em nghe. Rồi, ok.